Tuy nhiên xin thân ái kính chào quý khán giả đến với chương trình Thế giới muôn màu ngày hôm nay. Đến với chương trình Thế giới muôn màu ngày hôm nay, mở đầu chương trình, chúng ta sẽ sơ lược về một vài lễ hội lớn trong năm, trong tháng 12. Thưa quý vị, một vài lễ hội tiêu biểu trong tháng 12, nói đến chúng ta phải nhắc đến lễ hội ở Scotland. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 30 tháng 12 và đến 1 tháng 1, là một lễ hội lớn nhất ở Scotland vào dịp năm mới với các hoạt động âm nhạc, nhảy múa, bắn pháo hoa. Đêm 31 tháng 12 tại trung tâm thành phố sẽ tập trung hàng trăm nghìn người tổ chức đón chào năm mới trong bầu không khí sôi động với các ban nhạc biểu diễn. Và hơn nữa, vào ngày 1 tháng 1 đầu năm, chúng ta hãy hòa cùng dòng người điên rồ lao mình xuống dưới dòng sông Forth lạnh ngắt ngay dưới chân cầu nổi tiếng là Forth Round. Thưa quý vị, ngoài Scotland ra, chúng ta có một lễ hội khác ở tiểu bang York ở Anh. Thưa quý vị, đó là thành phố York ở Vương quốc Anh, chuyển mình vào mùa đông với lễ hội của những thiên thần trong 2 ngày, đó là 14 và 15 tháng 12 và tất cả đều miễn phí. Quý vị sẽ tha hồ ngắm những khói điêu khắc bằng băng, vui chơi trên các đường phố với âm nhạc và ẩm thực phong phú. Quay về với châu Á là một lễ hội ở Nhật có tên là Akogishisai vào ngày 14 tháng 12 hàng năm. Thì lễ hội Akogishisai được tổ chức trên toàn nước Nhật. Lễ hội được bắt đầu từ một câu chuyện vô cùng nổi tiếng trong lịch sử liên quan đến những thủ lĩnh samurai của người Nhật Bản. Đến dự lễ hội, du khách còn được hòa mình vào dòng người tham gia diễu hành trong trang phục samurai và kimono truyền thống. Và thưa quý vị, trong dịp này thì những truyền thuyết nhân gian Nhật Bản cũng sẽ được tái hiện thông qua lại các vở kịch. Đến đây là cơ hội cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Và thưa quý vị, nói đến những lễ hội trong tháng 12, chúng ta không thể nào nhắc đến lễ hội Giáng sinh. Sau đây Tuyết Nhi xin mời quý vị cùng theo dõi một vài lễ hội Giáng sinh trên các nước như thế nào. Mở đầu với nước Anh, như hầu hết các nước ở châu Âu khác, Noel là ngày rất quan trọng đối với người dân tại Anh và họ chuẩn bị hết sức kỹ càng. Các gia đình tại đây sẽ ăn mừng và trao quà cho nhau. Các bữa tiệc tại Anh sẽ được tổ chức vào buổi trưa hoặc chiều với những món ăn như thịt bò, thịt ngỗng, gà tây, sâu nướng, thịt xông khói cùng với điểm tâm là sô-cô-la. Quý vị cũng biết là trong các gia đình luôn có một hoặc hai loại cây thông trang trí. Trẻ em nước này luôn tin rằng ông già Noel sẽ bỏ quà vào vớ hoặc gói nên sẽ treo chúng ở đầu giường để mong nhận được quà vào đêm Giáng sinh. Còn đối với các em nhỏ cũng không quên để một ít thịt bằm vào thức uống, vào vớ và gói cho ông già Noel dùng khi đến thăm. Ngoài ra thì có một điều hết sức ngộ nghĩnh, đó là khi viết thư xin quà, những đứa trẻ sẽ quăng lá thư vào lò sưởi với hy vọng ống khói sẽ mang lá thư tới cho ông già Noel. Còn tại Úc thì sao? Tại Úc, Giáng sinh đến vào giữa những ngày nghỉ hè. Trẻ em tại nước này thường có kỳ nghỉ hè từ đầu tháng 12, cho nên đây cũng là dịp rất nhiều gia đình đi cắm trại cho mùa Giáng sinh. Những người Úc thường treo những vòng hoa trước cửa nhà của họ, trong nhà thì trang trí bằng cây thông và đèn. Vào đêm Noel tại các thành phố và thị trấn, người ta thường đi diễu hành, họ còn tụ tập ở nhà thờ với nến và cùng nhau hát. Vì lễ Giáng sinh diễn ra vào mùa hè cho nên những ca từ về mùa đông lạnh lẽo trong những bài hát truyền thống sẽ được thay đổi phù hợp với không khí tại nước Úc. Hầu hết các gia đình đều cố gắng ở bên nhau vào giờ ăn trưa. Các món ăn ưa chuộng trong ngày này là thịt nướng và hải sản như là tôm hùm hoặc cá. Vào những ngày trước đó thì thị trường hải sản ở đây rất nhộn nhịp và mọi người đổ ra đường để mua chúng cho ngày lễ này. Còn đến với một nước Hàn Quốc, so với Trung Quốc và Nhật Bản thì Hàn Quốc, người theo đạo Công giáo có phần nhiều hơn, chiếm khoảng 25-30% số dân ở đây. Vậy nên ngày lễ Giáng sinh cũng được tổ chức rất là rộng rãi. Không giống như Nhật Bản, người dân tại Hàn Quốc sẽ không được nghỉ làm, trẻ em vẫn phải đi học. Phải đến ngày 26 tháng 12 thì kỳ nghỉ đông tại xứ sở kim chi mới chính thức bắt đầu.
Trong những ngày nghỉ đông thì các nhà thờ sẽ được trang trí bằng những ánh đèn và cây thánh giá màu đỏ tươi. Lễ tại các nhà thờ sẽ được tổ chức cho người theo đạo và cả những người không theo đạo. Rất nhiều gia đình và cửa hàng trang trí cây thông Noel, họ còn treo đèn và áp lớn vào dịp này. Tại trung tâm thành phố Seoul và cầu sông Hàn, đèn được chiếu rất đẹp để thu hút mọi người đến xem. Vào dịp này thì người Hàn Quốc thường tặng nhau những món quà, trong đó việc tặng tiền cho nhau cũng rất phổ biến. Trẻ em sẽ được các ông già Noel mặc áo đỏ hoặc xanh tới tặng quà theo yêu cầu của bố mẹ. Các cuộc thi và những buổi diễu hành bởi các cô gái xinh đẹp cũng sẽ được diễn ra phổ biến vào ngày Giáng sinh. Thưa quý vị, vừa rồi Tuyết Nhi đã gửi đến quý vị một vài điểm du lịch cũng như là một vài những ngày lễ trong Giáng sinh của các nước khác nhau. Sau một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình, chúng ta sẽ đến vào phần 2 và chúng ta sẽ nói thêm vào ngày lễ Giáng sinh thường có những vật gì đặc biệt.